Đây là mặt ảnh thứ 37, tức là mặt trước của khung ảnh thứ 19. Vyprázdněné bezčasí normalizace. The empty timelessness of normalization. Sự trống rỗng vượt thời gian của quá trình bình thường hóa. Bức ảnh này đã bị cấm. Người ta phải chú ý đến từng chi tiết khi cố gắng xác định lý do tại sao bức ảnh này bị cấm. Lý do có lẽ nằm ở những dòng chữ, con bò, móng vuốt đám mây và hàng rào được viết trên bảng đen gần với khuôn mặt của chủ tịch Gustave Husak. Theo ý kiến của nhà kiểm duyệt, những từ ngữ trung tính về mặt cảm xúc có nghĩa là tiêu cực trong trường hợp cụ thể này, điều này làm ảnh hưởng đến ông ấy. Ảnh của CTKIIZ Karolice Praha, ngày 29 tháng 3 năm 1972. Phóng sự ảnh về việc vào năm 1980, Hoa Kỳ trả lại cho tiệp khắc số vàng mà Đức Quốc xã cướp được của tiệp khắc trước kia. Đã được xếp vào mục gọi là hạn chế màu đỏ của kho lưu trữ ảnh của thông tấn xã xét. Những hình ảnh được chụp nhân dịp chuyển 18.460 kg vàng trị giá lúc đó gần 250 triệu đô la Mỹ vào kho tiền của ngân hàng nhà nước tiệp khắc. Chỉ có thể được sử dụng khi có sự đồng ý của tổng biên tập thông tấn xã xét. Ảnh của GTK Karenler, Mevanlzer Zurich, Thụy Sĩ, ngày 20 tháng 2 năm 1982. Các cơ quan giám sát không chỉ chú ý đến tính chính xác về mặt tư tưởng của các tài liệu cho báo chí hàng ngày, mà còn quan tâm đến hình ảnh chân dung của các chính trị gia thời đó. Bước đột phá trong thực tiễn này là cách tiếp cận con người của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Việc chỉnh sửa ảnh để xóa cái bớt trên trán của ông ấy một cách nhanh chóng mà không cần can thiệp thẩm mỹ hoặc trang điểm. Ảnh CTK Praha, ngày 2 tháng 6 năm 1985. Trong những năm 1970 và 1980, cuộc sống chính thức ở tiệp khắc diễn ra đơn điệu mà không có những biến động lớn. Chỉ được xác định bởi các đại hội đảng và việc cử hành các ngày kỷ niệm và ngày lễ thường không rõ ràng. Các nhà kiểm duyệt do Cộng sản kiểm soát lại bắt đầu quyết định loại nhạc nào sẽ chơi, loại sách nào có thể được xuất bản, hoặc loại nhạc nào sẽ được phát trong rạp hát, đài phát thanh và truyền hình. Sự tự cho mình được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi hiện hữu, có lẽ còn đóng một vai trò lớn hơn nữa. Vào tháng 5 năm 1993, Gorbachev thăm Pháp đã trả lời phỏng vấn báo Le Figaro về khả năng hỗ trợ bên ngoài trong việc xóa bỏ Liên Xô. Gorbachev lần đầu tiên công nhận rằng trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại Reykjavik, ông đã trao Liên Xô vào tay Mỹ. Trong hồi ký của mình, Reagan nói rằng ông đã bị sốc khi biết một bộ phận trong giới chính trị cấp cao Liên Xô chấp thuận việc phá tan đất nước mình. Năm 1999, tại trường Đại học Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Gorbachev đã thú nhận: "Mục tiêu của toàn bộ đời tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Chính vì để đạt được mục tiêu này, tôi đã sử dụng địa vị của mình trong đảng và trong nhà nước. Khi trực tiếp làm quen với phương Tây, tôi đã hiểu rằng tôi không thể từ bỏ mục tiêu chống cộng sản đã đặt ra. Và để đạt được nó, tôi đã phải thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô và Xô Viết tối cao cũng như ban lãnh đạo ở tất cả các nước Cộng hòa. Tôi đã tìm kiếm những người ủng hộ để hiện thực hóa mục tiêu đó. Trong số này đặc biệt có Alexei Yakovlev Shevardnadze." Apfix giới thiệu một bộ phim về Dubček sắp được chiếu ở Praha. Alexander Dubček, 27 tháng 11 năm 1921, mất ngày 7 tháng 11 năm 1992, là một chính trị gia người Slovakia, là lãnh đạo tiệp khắc trong một thời gian ngắn từ 1968 đến 1969. Ông nổi tiếng về nỗ lực cải cách chế độ cộng sản trong phong trào mùa xuân Praha. Sau này, sau khi chính phủ Cộng sản bị lật đổ năm 1989, ông là người phát ngôn của Nghị viện Liên bang Tiệp khắc.